Bây giờ chuẩn bị đi xuống tàu. Mình ai tắm biển tắm, ai câu cá nhà ơi. Hôm nay trời tốt nha, trời đang nắng tốt đó. Giang Duy Dũng có tắm biển Phú Quốc lần nào chưa? Hả? Dưới Có khu không? bản đồ Sao lặn? dưới dưới Gành Dầu á có cái bãi san hô, Ừ. cái anh em nó dắt gà đông mướn cái kiến 20.000 Gì hả? lặn xuống dưới thấy mấy con cá rồi bơi từ tá lả Đã trời, thiệt không rồi nha? thiệt. Bữa nào Yeah. đi đó là kêu nó dẫn đi. Đi. Đã ta. Đó tới giờ chưa có lặn san hô phải không, Chưa, tôi chưa xuống lặn. dưới lấy điện thoại quay phim luôn Được không? coi giống giống như quay dưới đáy biển vậy đó. Nước vô sao? Có cái đồ, có cái bọc để không bị, Có cái bọc là nó không nước vô đúng không? đúng rồi có bọc để dưới lặn xuống quay phim luôn Đã trời. ngon lắm. Ở đó là mình mướn cái lặn xuống biển là mình mướn cái cặp kiến hả? À. Ai mà mặc đồ không kính là thấy luôn. Chữ gà hay vậy? Rồi bây giờ mời các bạn mình xuống đây mình thuê một chiếc tàu. Thuê chiếc tàu xong cái mình đi ra ngoài mình câu cá nè, câu mực nè. Thì có thợ nấu luôn. Cái lên đó là mình thái cá ra nướng cá ăn cơm luôn rồi mực nướng luôn. Ủa như chiến vũ chiến chiến hữu Dũng có đi lần nào chưa ta? Có đi lần nào chưa? Chưa phải không? Cảnh đẹp không quý vị? Rồi mời các bạn đi tới luôn nha, đừng quay lại, đi tới luôn. Bởi vì cảnh đẹp của mình lúc nào cũng nằm phía trước chứ không bao giờ nằm phía sau quý vị. Ừ. Hả? Ủa em tới đi với ai hả? Giờ đi xuống đây nè, chụp mình anh chụp cho, chụp cho chụp cho. Ai đội nên nón thì mua nón Dũng ơi. Tại vì trời nắng ở Dũng ơi, trời nắng phải mua nón mới được. Phải lựa nón Dũng ơi. Anh không có tay nè, thấy không? Tay đâu mua? Đúng rồi, không có tay. Thấy cái nào rồi băng mình đâu, băng mình đâu, tàu ở đâu Nhân? Cano đâu? Rồi chưa, chuẩn bị đi đâu rồi Dũng? Anh mình đi hướng nào? Chờ đò vô mà. Chờ đi đằng kia hay ai kêu đằng kia kìa, đâu vậy? Dũng ơi. Ngoại. Còn nhiều, coi nhiều tính tiền luôn. Đừng quay cũng quyền nha, quay thất tổ thôi. Cây kem 5.000 hả? 10.000. 100 cây. Rồi đi nè, đi cả nhà ơi. Đi đi. Đi Dũng ơi. Dũng ơi, Dũng. Nhớ dạy cái chuông.
chú nó nhớ chạy cái chu này vô chú. Mà có cái đồ nón mà không cho. Chút xíu nữa ra ngoài kia đó câu cá đó cả nhà. Có gì đẹp đẹp hay hay cái mình quay tiếp cho cả nhà xem nha. Đừng rời khỏi màn hình nha. Ở đây mình bán kem với lại bán kem, bán bánh, bán trái cây là chắc nhiều năm hả ta? Chị gái này nè. Bán chắc nhiều năm rồi ha. Rồi mình đi tàu nào ta, đi tàu nào ra ta? Thường đó anh, thường trung chuyển ra tàu lớn. Tàu lớn thì đi bắt cạn. Ăn trái cây gì không anh? Ăn đi. Có nãy mua rồi, có mấy anh em mua rồi. Ba hộp ăn cho đủ. Có mấy anh em mua rồi. Tại vì anh đang bận á. Giờ chụp hình chưa? Mua dép không? Mua dép anh mua cho. Giờ anh em mình đi ra ngoài tàu sao không ta? Ngoài đó đó ha. Dạ. Mình đi ra tàu ngoài kia cái mình đi câu mực câu cá cả nhà ơi. Tại vì tàu chạy vô đây thì cạn nha, chạy không tới đây. Tàu đậu ngoài kia khoảng chở cây số. Cẩn thận nha. Chị xứ à. Giang với Dũng có đi câu cá lần nào chưa? Giang có đi bắt cá. Bữa nay câu cá. Nghe Giang với Dũng nói là lặn xuống nhìn san hô luôn á nha. Mình đi tàu này ha. Đi tàu này cả nhà ơi. Mát chứ. Rồi đồ ăn dùng bạn đi. Trước
Yên tâm đi. Yên tâm đi. Lên sân thượng cho cả nhà xem nha. Đây sân thượng trên chiếc tàu của mình. Đây là nằm đây phơi nắng nha, gió mát lắm. Gà vô. Gà vô đằng quang sao mà gớt được. Chiếc tàu rộng quá ha. Tàu này chứa cỡ 200 người được ạ. Chiếc nhỏ. Rồi, chuẩn bị chạy. À, chỉ còn vài phút nữa thì tàu mình chạy, mình đi tuốt ngoài kia quý vị. Cái mình kiếm cái điểm câu mực, câu cá rồi mình chút xíu nữa mình nấu cơm, mình làm đồ ăn trên này luôn. Công nhận trên mua tàu mà sân thượng cũng rộng quá ha. Đúng rồi. Buổi chiều mát á, mình ngồi đây không mát, im lắm á ha. Đây là bon tàu nè, nó ngồi trên bon tàu. Chút xíu nữa là tàu chạy. Trong đó là đất liền, trong đó là bờ. Đúng rồi, đây nè, vòng vòng xung quanh đây là tàu không? Mấy chiếc tàu lớn không? Rồi mình đi câu một tiếng hai tiếng không ta? Đi câu cỡ 3-4 tiếng luôn. Dữ hả? Câu ăn rồi nhậu nữa mà. Dữ hả? Đi bao tiếng dữ hả? Ở câu 3-4 tiếng có cá chứ, 1 tiếng 2 tiếng thì có cá. Dữ trời. Chỗ này nắng quá trời, cá đâu có. Rồi ok, chút xíu tới chỗ câu mình sẽ quay cho cả nhà xem tiếp ha. Okay. Thank you. Thank you. Bye bye. Ở trên tàu của mình đó là có tất cả các món này, là đầu bếp hỏi là anh em mình thích ăn con nào là đầu bếp sẽ làm con đó. Đây nè. Tất cả các loại ốc. Rồi mời cả nhà mình ra phía sau để mà xem mà đầu bếp chế biến món ăn nha. Ủa mình đang làm chế biến món gì anh? Cá này là cá chim cả nhà ơi. Cá này là cá gáy. À cá gáy, cá gáy mà muối chiên nha. Cá gáy. Cá này ăn là thịt cá gáy nha. Cá gáy nha. Cá gáy. Đúng rồi. Này mình đang chế biến ăn là mình muối muối đường bột ngọt. Muối không có đường, muối đường là nó sẽ khét. À vậy hả? Không có đường phải không? Con này là món này là bén lắm nè. Trong tất cả các cuộc nhậu nào, bữa cơm nào có cái này là bén nhất. Ớt nha, đầy đủ. Cá này nhìn giống cá lóc, nhưng mà không phải cá lóc nha. Cá này có cá gì? Cá nhồng cả nhà ơi. Cá này cá nhồng này nhậu bén lắm, nhậu là phải đi vòng vòng luôn á. Nay gặp Chiến Hữu, anh trai mình cũng mê ca cổ nha. Mê chứ. Ủa anh ở đây lâu chưa? Tôi cản mà. Dạ. Anh ở đây lâu chưa? Lâu rồi, anh đi tàu mà. Đi tàu rồi sao có sống đâu mà ở Bùa Trung Đẳng? À, có, trời ở nhà. À, về nhà ha. Rồi em anh còn thuộc mấy bài em chưa. Dạ, chút xíu anh ca ra ok chơi. Em ca với Phương Thí rồi đó. Dạ. Cái bài mà con đò lá hẹn rồi đó. Con đò lá hẹn ha. Bắt vợ cái đó, bắt móc máy đi, bắt cái hậu của cá. Giờ chuẩn bị cá này là chế biến sốt cá hay là chiên hả? Cái đó là mình nướng nướng mỏi luôn. Nướng mỏi luôn ha. Chế biến nướng mọi cả nhà ơi. Giang Chí Dũng muốn ăn món gì? Món gì nói coi. Cá này mình không biết nó ngon không hả? Cái này kho hay gì? Kho đó, kho ấy. Này chút kho hành á, kho tiêu gì nè. Kho giống như cá lóc thôi đó. Ngon à. Chắc ăn chắc xỉu luôn quá. Rồi mình đi lặn san hô ở đâu? Lặn san hô với gạch dầu á, chỗ đình Đông Nguyễn á. À. Hát đình Đông Nguyễn lần nào chưa? Có. Rồi chỗ đó đó. Ủa mình kha mình vậy mình nướng hả ta? Cái này là cá kho nè. À kho hả? Cái này nướng nè. À. Nướng.
cá này nướng nè cả nhà, cá này chút xíu nướng nha, còn cá kia là kho. Đây cảnh biển đẹp quá cả nhà ơi. Này nhảy ghê ta, vừa mới thả xuống rồi dính rồi trời, hay vậy? Cá này giống cá hồi sáng mình ăn nè Dũng ơi. Đúng rồi, con cá này là con cá, con cá gì quên này? Cá ngàn chỉ. Không. Cá chằm chuột, cá chằm chuột. Cá chằm chuột hả? Ngộ rồi trời. Chằm chuột, chằm chuột. À chằm chuột, cá chằm chuột cả nhà ơi. Cá mỏ nó nhỏ giống chuột kia đó. Đã. Này hả thì chú ơi. À, cũng có em gái Tú Quyên phụ lạc rau cả nhà ơi. Có Cẩm Liên. Ừ. Kế bên là Cẩm Liên nha, còn đội nón là Tú Quyên. Này nấu canh chua ha. Thêm thêm nữa, nói thêm nữa. Thêm hổn á. Mã Bỉnh Kim. Hổn nhiều lắm đó. À. Rau muống xào tỏi, canh chua bạc hà, này, này cá, cá này chiên nè, chiên hay nướng ta? Cá sòng nướng. Đó, chiên rồi đó. Mới có để phụ đề chưa già chưa. Đó, chút xíu già ha. Ừ. Cái này già nó rồi. Ờ nãy mày. Cái ốc gì vậy chú? Ốc. Ốc gì vậy? Ốc có gì cầu không? Không có ốc, nó ốc bù chứ. Có. Ốc cái này dưới biển à, ốc biển hả? Đây, đây, đây. Ốc có cái thao đổ cá vô gỗ này kìa. Thao đó đó. Rồi, mời cả nhà dùng cơm nha. Đói rồi đó. Mời mang đầy đủ rồi nè. Cơm. Cơm. Vô, mời bới bới. Mở nhà nha. Vô, vô, dứt. Bữa nay mình đâu có lái đâu. Vô. Ăn cái cho thèm coi, giờ tới tôi coi. Nó bụng quá rồi nè. Cơm cái nhà ơi, cái nhà ơi. Ghê đó hả? Nữa hả? Con thì có rau ngon ha. Giờ để em ăn nửa chén cái quyết liền nói làm liền mới được. Chứ không gấp cơm, gấp đồ ăn đồ này kia chứ cơm ăn cái nào trước? Ngày trước rồi. Rồi quyết. Cái này là món lúc nào cũng có nhà. Thầy thử con cá này nha. Đời đó tới giờ mà sinh ra chứ chưa ăn cá này. Ghê à? Cá đó cá gì mới được? Cá này cá nhồng. Ừ. Cá nhồng nó giống như thịt cá lóc vậy đó. Mà cái mỏ nó nhọn quắc à. Cá nhồng cái mỏ nó giống như cá. Cục cá mà quơ đó bơ lưu hoài tôi quay theo chắc chóng mặt chết luôn á. Thử rồi nó. Mày ơi ngon mấy cha nội ơi. Ừ, nó dai nội ơi. Ngon lắm. Cái này cá gì mà ăn nãy cơm nó cá gì? Cá nhồng hả? Cá nhồng, nó dài như cá lóc vậy đó. Thử coi. Thử cái này coi sao? Ăn thiệt chứ thử gì. Thử nó ngon mà thiệt. Dài ha. Gần giống cá lóc đó. Gần giống cá lóc ha. Này phải có thêm một chỉ rau dưa leo ha. Có. Có rau không cơ? Bếp đó, có làm sống không? Có canh chua mà.
Dịch nè. Đây là cá. Cá gì chiên ta? Cá hường. Không phải, cá gáy. Cá gáy, cá ngái, cá gáy. Thử miếng ra. Cá gái, cá ngáy gì á, đúng không? Cá này cá ăn giống cá lóc lên nha, ngon lắm. Cá kho đó là cá nằm, à, còn cá nướng là cá phồng. À, phải hỏi với ông đầu bếp á. Ngon quá ha. Này có dài miếng. Rồi muốn xào tỏi cả nhà ơi. Ăn chua. Cá ngon lắm nè. Ừ. Quay ra là thử rồi, phước rồi. Ngon cá lóc nữa. Dữ hả? Dài lắm. Nó chín mười á. Gái 18 á trời. Tươi luôn nè, mực này nè. Mực này với biển câu lên là giúp xào luôn à. Ờ vậy hả? Ờ, chỉ có là đem dưa leo với cà chua rồi với rau theo thôi. Biết hay vậy? Ờ, mới câu ngoài mà. Ác trời. Mới đi với ông đầu bếp câu rồi sao? Quá hay ta. Quá trời ngon ha, thèm ha. Rồi, tạm biệt, chia tay cả nhà mình. Chia tay Phú Quốc nha. Người tay tắm cá kìa Dũng ơi. Người tay tắm cá kìa. Đấy, là người tay thôi, người tay tắm cá kìa. Hello. Hello. How are you? Oh, good. And you?
nha.